Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh RTK Bonsai có dịp về cái sách Sóc Trăng và có ghé chỗ nhà của anh Trí và review một số cây mai phôi nha quý vị, và một cây ổi rất là cổ xưa. Và bây giờ mình đi vào trong, mình review chi tiết và mình báo giá từng cây cụ thể luôn nha bà con cô bác. Rồi chào anh Trí. Trí ơi, chào anh. Chào bà con, hôm nay em có về được 6 cái phôi mai và một cái phôi ổi cổ nha bà con. Giao lưu bà con. Đầu tiên là cái phôi mai vàng, dáng cò nha bà con. Em có giống cò, bà con biết giống gì bà con tự tưởng tượng chứ không biết giống con gì nữa. Rồi, xem giùm mình là quay cận cái dòng đế cho bà con đế xem. Đúng rất là đẹp nha bà con. Nó chảy đều hết trơn. Nó lượn lắc lên nha bà con. Không đạt được chiều cao đó. Chiều cao 121. Nó bình thường. Ngay cái 36. 36. Đuôi luôn nha bà con, có chim cẳng đầy đủ nha bà con. Rồi, cây mai vàng. Đầu tiên cái số 1 em giao lưu với giá 8.500.000, em bao ship 300 km thôi nha bà con. Cây này rất là nặng, bà con xem kỹ số ký của nó đây. 100 kg. Rồi để em về số ký cho bà con. Rồi 100 kg luôn nha bà con. Cây mai vàng số 1, giá giao lưu là 8.500.000 nha bà con, bao ship 300 km. Phía xa hơn thì mình thương lượng ha anh chứ. Rồi cây số 2, rồi mình quay một vòng trước đi. Cây mai xuồng nha bà con. Nó lên nu cục nha bà con. Rồi mình quay vòng chung trước cho bà con xem đi. Rồi mình quay cận lại cái đế sau. Cắt chừng hao về bà con cắt lại nha. Cái bảy xuồng toàn thân trên đây hết rồi. Trên này rất là già cây. Rồi mình đi vô cận vô cái bộ đế của cây mai vàng xù luôn nha bà con. Đây nó bể xù ở trên nha bà con. Này nó lên nu ở trên này nè. Đây lên thân luôn nha bà con. Rồi để mình quay cận lên thân cho bà con xem luôn chi tiết luôn. Lên trên đây luôn. Ở trên cũng lên xù luôn phải không? Nó mới bể xù không trên đây hả? À? Không tính xù nó mới bể thôi. Chỉ có mới bể thôi không? Dạ, dưới gốc thôi. Trên này dáng cũng hơi quái nha bà con. Chiều cao. Chiều cao tính 140 rồi đó. Chiều cao 140. Vành thân cũng 36 luôn. Vành thân 36. Rồi mình quay một vòng lại cho bà con xem nè. Kỳ kỳ luôn mình đế. Vành đế là 86. Rồi. Bọn này rất là lớn nha bà con. Lên nu ở trên. Rồi mình quay nha, vòng là nữa đi chứ. Cho bà con xem kỹ một chút. Rồi cây số 2 mai xù nha bà con. Cây này giao lưu nhiêu anh chứ? Giá giao lưu là 10 triệu nha bà con. Bao ship 300 km. Đây là cây số 3. Cây số 3. Con dáng giống như một con ốc sên nha bà con. Đây. Đây là chiều cao của nó. 62.
62. Dáng ngồi con ốc sên nha bà con. Đo hoành thân ngay cái ức của nó. Ngay đây. Trên đây là 35 ngay cái ức. Xích xuống lên đây chút. 31. Dạ, 31. Dạ. Cây số 3 em giao lưu với giá 2.300.000. Cây số 3 giá giao lưu là 2.300.000 nha bà con. Rồi, cây số 4. Cành bay nó ra 76. Mấy cái này đang bể xù nha bà con. Đó, nâng vài cái bể xù cho bà con xem. Đó. Rồi đế cũng được lắm nha bà con. Hoành thân 22. Rồi, hoành thân 22. Dạ, cây số 4 này em giao lưu giá 1.200.000. Giá 1.200.000 nha bà con. Cây số 4. Rồi, cây số 5. Đó là cây số 5. Có dáng thú luôn nha bà con. Đường đất bay. Đấy cái tà lực nha bà con. Hoành thân 28. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 49. Rồi. Cây số 5 này mình giao lưu nhiêu anh chứ? Cây số 5 giao lưu giá 1.800.000. Giá 1.800.000 nha bà con. Cây số 5 và cây số 6. Cây số 6. Có dáng thú luôn nha bà con. Đấy rất là lực. Cao 63. Rồi. Hoành thân 29. Rồi, hoành 29. Cây số 6 này em giao lưu giá 1.800.000. Cây số 6 300 km cho bà con. Cây số 6 giá giao lưu là 1.800.000 nha bà con. Bao ship 300 km luôn. Nếu xa hơn bà con cái alo anh Chí mình thương lượng cái phí ship nha bà con. Là cái ổi cổ nha bà con. Cái này rất là nặng, em không thể nào mà xây cho bà con thấy được, để tượng trưng mà thôi. Dáng nó rất là quái. Nhìn từ xa bà con cứ tưởng tượng giống như một con rùa nó đang nằm nha bà con. Mà thân nó hơi lũa. Xa chục. Cây này em bao sống cho bà con nha. Lá nó còn tươi tốt, ổi đỏ. Trái nhỏ nha bà con. Ổi này là ổi ngày xưa mình phải không chứ? Dạ. Ổi gừng. Ổi gừng. Là những cái cây mà nó có lủng lỗ nè anh chứ. Em bao sống cho bà con nha. Đâu ảnh hưởng gì ha. Dạ. Không có để nguyên si, không chỉnh sửa cho bà con thấy luôn. Giờ này không biết đo là sao. Không, mình đo hào hào cái... Em đo cái hoành đi. Cái hoành đi. Cái này không biết đo ở đâu luôn. Ngay cổ á. Đo ngay cổ đi. Ở gì đó. Đây. Cái hoành nó 91. 91. Hào từ chiều cao từ đó đi. Từ cổ đây, từ mà cổ lên tới đây là 82. Rồi. Chiều cao lên. Chiều cao 115. Nguyên mẫu đế của nó 80, chiều dài đế là 80. 80. Ở ngang luôn. Đó là ngang. Ừ. Chiều ngang của nó là 90. Chiều ngang 90. Rồi, để mình quay cận vô cái đây một vòng.
chi tí khe bộ ghế. Cái này mới 4 người khiêng mới nổi nha bà con. Cái này chắc trên 100 kg quá ha. Trên trần vỏ cũng cân thử 140 mấy ký rồi nè. 140 mấy ký. Nó lũa thân rồi bà con. Nhưng mà nó vẫn sống khỏe. Cái này là những cái nhánh khỏe của nó, nhưng mà em cắt trừ hao cho bà con nè, chừa lại lá cho bà con nhận thấy nè. Hay chặt cho nên bà con thông cảm nha bà con. Không để là cũng còn để nguyên vậy luôn, không có làm luôn. Nó nằm y chang sao nó còn y chang vậy luôn. Dạ, cái ổi này, cái ổi số 7 này em giao luôn giá 10 triệu. Em bao phí ship 300 km cho bà con nha. Xa thì mình thương lượng chứ cây này ship toàn quốc là không nổi bà con ơi. Rồi, giá giao lưu cây ổi cây số 7 là 10 triệu nha bà con. Cây ổi xưa. Bao ship 300 km. Ổi đỏ rồi trái nhỏ nha bà con. Cách xa hơn nữa thì bà con có thể alo mình thương lượng phí ship với anh Chiến nha bà con. Rồi cũng là cây cuối cùng trong clip luôn. Rồi mình chào bà con luôn anh chứ. Dạ, chào anh, chào bà con. Rất mong bà con ủng hộ cho em cái lô mai với cái ổi nè. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi chào anh Chí. Rồi cây ổi cũng là cây cuối cùng trong clip. Rồi xin cảm ơn bà con, cô bác đã xem và ủng hộ thời gian gần đây. Rồi kênh là TK Bonsai. Xin chào tạm bà con và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.